sáng ngày 30 tháng 7 năm 2020 tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức hội thảo khoa học 75 năm Công an nhân dân xây dựng, chiến đấu, trưởng thành và 15 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dự và chỉ đạo. Tham dự hội thảo có đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Đại tướng, Giáo sư Tiến sĩ Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Lê Hồng Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư, ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Thượng tướng, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, trưởng ban tổ chức, chủ trì hội thảo, cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, các ban, bộ, ngành, đoàn thể và hơn 2.000 đại biểu ở các điểm cầu truyền trực tiếp từ 63 công an tỉnh, thành phố. Phát biểu khai mạc hội thảo, Đại tướng, Giáo sư Tiến sĩ Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an khẳng định, hội thảo khoa học trực tuyến 75 năm Công an nhân dân xây dựng, chiến đấu, trưởng thành và 15 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc nhằm khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng, Nhà nước đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng Công an nhân dân, khẳng định làm rõ hơn lịch sử, truyền thống vẻ vang, hào hùng, những đóng góp to lớn của lực lượng Công an nhân dân trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc. Trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, lực lượng Công an nhân dân luôn kề vai sát cánh, chủ động cùng với các ban ngành đoàn thể, hiệp đồng chặt chẽ với quân đội nhân dân, dựa vào nhân dân, gắn bó máu thịt với nhân dân, không quản ngại gian khổ hy sinh, nêu cao tinh thần cảnh giác, dũng cảm, mưu trí đấu tranh, làm thất bại các mưu hoạt động chống phá của các thế lực thù địch hoạt động, ngăn chặn chấn áp các loại tội phạm, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được Đảng và nhân dân giao phó. 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ kính yêu, lực lượng Công an nhân dân luôn kiên định lập trường cách mạng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân, không quản ngại khó khăn gian khổ, sẵn sàng hy sinh tính mạng để bảo vệ Đảng, Nhà nước và nhân dân. Phát biểu chỉ đạo tại hội thảo, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng khẳng định, trải qua 75 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành, dưới sự lãnh đạo của Đảng, lực lượng Công an nhân dân luôn là lá chắn thép, xung kích bảo vệ Đảng, Nhà nước và nhân dân, đóng góp to lớn vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc, để lực lượng Công an nhân dân mãi mãi xứng đáng là thanh bảo kiếm của Đảng, bảo vệ Đảng, Nhà nước và cuộc sống bình yên của nhân dân. Ông Trần Quốc Vượng yêu cầu giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Công an nhân dân, yếu tố tiên quyết cho mọi thành công trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự. Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, thực hiện lời dạy thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ. Công an nhân dân đã kề vai sát cánh với quân đội nhân dân, đã dũng cảm chiến đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ hậu phương, căn cứ địa cách mạng, bảo vệ tuyệt đối an toàn các đồng chí lãnh đạo, tích cực chiến chống địch, tiến hành nhiều chiến dịch phá tệ Trường Giang, góp phần đưa kháng chiến chống Pháp đi đến thắng lợi đỉnh cao là chiến thắng Điện Biên Phủ, lừng lẫy Lam Châu, chấn động địa cầu. Trong cuộc đấu tranh đó, dù phải đối diện trực tiếp với quân thù trên chiến trường hay trên mặt trận hầm lặng, cán bộ chiến sĩ công an đã nêu cao tinh thần cách mạng tiến công, dũng cảm chiến đấu, hy sinh quên mình vì Tổ quốc, lập nên nhiều chiến công thầm lặng, song rất mạnh mẽ để lại những tấm gương cao đẹp. Phát biểu tham luận tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ và luận giải sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện, tuyệt đối về mọi mặt của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước đối với lực lượng Công an nhân dân, đánh giá làm phong phú, sâu sắc truyền thống cách mạng, những cống hiến, đóng góp và trưởng thành cả về tổ chức và hoạt động của lực lượng Công an nhân dân qua các thời kỳ cách mạng, đúc kết các bài học kinh nghiệm từ thực tiễn của lực lượng Công an nhân dân qua 75 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành để vận dụng, phát huy trong xây dựng lực lượng Công an nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Đồng thời, chú trọng xây dựng và giữ gìn hình ảnh người cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân vì nước, quên thân, vì dân phục vụ. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc và các ban ngành, đoàn thể trong công tác xây dựng phong trào để củng cố thế trận lòng dân,
thế trận an ninh nhân dân kết hợp với thế trận quốc phòng toàn dân, phát huy vai trò trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa hiện nay.